Bất động sản Cường Lên nhà bài. Thân chào quý anh chị khách hàng. Hôm nay lại tiếp tục giới thiệu đến quý anh chị một căn nhà phố lô nhây đường 20m. Đường cũ là 1979, nay đường mới là Huỳnh Thị Đồng. Khu phố 6, trung tâm hành chính thị trấn nhà bài, ngay chợ Phú Xuân và trung tâm hành chính thị trấn nhà bài. Và cách phố Mỹ Hưng khoảng chừng 5 phút xe máy thôi nha quý anh chị. Nó trước camera em là lô nhây đường 20m nha. Thì có công an thị trấn, ủy ban nhân dân, văn phòng công chứng, nhà văn hóa và các ngân hàng và trường học cấp 1, cấp 2 và siêu thị, cửa hàng tiện lợi, đầy đủ tiện ích. Và căn nhà phố giới thiệu đến quý anh chị có diện tích ngang 6, dài cho 14, xây dựng một trệt, hai lầu, gồm 3 phòng ngủ master, một phòng thờ và một sân phơi, mỗi tầng đều có ban công. Nhà thì được trang bị một lớp cửa thép các CNC rất là đẹp và có một phần sân trước, một mét rất là thoáng và với hệ cửa nhôm sinh pha kiến cường lực cao cấp. Cửa này thì bật mở lùa rất là đa năng nha quý anh chị, cho nên rất là ít tốn diện tích. Trong phòng khách thì được thiết kế rất là hiện đại và sang trọng, rất là đẹp luôn nha. Thì có một bộ sofa cao cấp và trên thì thiết kế đèn chùm và trần thạch cao và hệ tủ tivi thì rất là đơn giản nha quý anh chị. Đây là khu vực phòng khách của mình, rất là rộng, được thiết kế rất là sang trọng. Tường thì được ốp kiến thủy rất là đẹp. Quý anh chị khách hàng đang xem, đây là tổng quan ở khu vực phòng khách nha. Thì khu vực phòng khách của mình thì xe ô tô 4 chỗ thể đậu được trong nhà nha quý anh chị. Hoặc quý anh chị có thể đậu bãi xe sát bên nhà mình luôn nha. Rồi, bên trong là khu vực bếp. Ở khu vực bếp ở đây thì chúng ta có một khoảng dư rất là thoáng nha. Có thiết kế một quầy bar được gắn liền với bếp luôn nha quý anh chị. Ở đây thì có sẵn hai ghế ngồi. Và trong khu vực bếp thì cũng rất là rộng rãi. Có bộ bàn ăn 6 ghế ngồi, bộ bàn tròn đa năng. Bộ bàn tròn này thì chúng ta có thể xay ra một bàn vuông hoặc xay ra bàn tròn lớn như thế này nha. Tủ kệ bếp thì cao cấp ADF chấm ẩm mới mọc rất là tốt, được phun lên một lớp acrylic bóng kính. Mặt bếp thì cũng được ốp kiến luôn nha quý anh chị. Đó, đây là khu vực bếp của chúng ta, rất là thoáng luôn nha. Và có một ô cửa giếng trời để cho mình lấy ánh sáng và gió trời nha quý anh chị. Căn nhà này thì được thiết kế một toilet ngay dưới tầng trệt nha. Nó rất là rộng nha quý anh chị, diện tích ngang 6, dài cho 14 thì rất là thoáng nha. Quý anh chị khách hàng đang xem kênh Bất Động Sản Cường Lên Nhà Bài thì vui lòng đăng ký kênh giúp em và theo dõi những cuối video clip này nha. Quý anh chị đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những sản phẩm mới được đăng tải trên kênh YouTube Bất Động Sản Cường Lên Nhà Bài. Lối cầu thang đi lên thì được thiết kế những cái lam nhôm kiến cường lực rất là đẹp nha quý anh chị, cũng rất là thoáng luôn nha. Rồi, mời quý anh chị tiến lên khu vực tầng 1. Căn nhà gồm 3 phòng ngủ master lớn và 4 toilet nha quý anh chị. Mỗi phòng đều có toilet riêng biệt. Trên tầng 1 của chúng ta thì gồm 2 phòng ngủ. Và mỗi phòng đều có ban công và cửa sổ rất là thoáng nha. Và đây là hành lang để đi vào 2 phòng ngủ. Đây chúng ta có một ô cửa giếng trời rất là rộng nha quý anh chị. Đó, từ trên chúng ta nhìn xuống. Ở ô cửa giếng trời này thì quý anh chị có thể thiết kế được cái thang máy nhỏ nhỏ nữa nha. Nếu như quý anh chị có nhu cầu làm thang máy. Rồi, chúng ta sẽ tiến vào phòng ngủ master. Cửa phòng ngủ là cửa gỗ nguyên khối. Trong phòng ngủ rất là rộng nha quý anh chị. Kệ tivi thì được âm tường và cũng làm rất là nhiều ô để cho mình trang trí vật dụng. Rồi, và giường, tủ quần áo, bàn trang điểm, máy lạnh đầy đủ. Và toilet thì được sử dụng riêng rất là rộng rãi luôn nha quý anh chị. Các thiết bị rất là cao cấp. Đây là một khoảng không gian rất là rộng nha. Thì thiết kế một bồn tắm đứng, vách ngăn kiến cường lực luôn. Rất là rộng rãi, xung quanh thì ốp gạch lên đụng trần. Rất là đẹp và rộng nha quý anh chị. Và phòng này có thiết kế cửa sổ và cửa ban công. Đây là khu vực ban công rất là rộng. Đây là khu vực mình có thể thư giãn nha quý anh chị vào buổi tối. Đó. Rất là rộng rãi luôn nha quý anh chị. Rồi, quý anh chị đã tham quan qua phòng ngủ master, phòng ngủ đầu tiên. Chúng ta sẽ tiến ra phòng ngủ phía sau. Và căn nhà này, căn biệt thự mini này đang chào với mức giá là
7 tỷ 400 triệu đồng còn thương lượng, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ có hỗ trợ vay ngân hàng và mua bán sang tên nhanh. Ở phòng ngủ phía sau thì cũng có giường và tủ quần áo đầy đủ và máy lạnh. Và toilet cũng được sử dụng riêng, cũng rất là rộng rãi nha quý anh chị. Đây là video chi tiết chân thật. Kênh Bất Động Sản Cường Lên nhà bài, chuyên review nhà đẹp, nhà trực tiếp chính chủ luôn. Khi quý anh chị đến xem nhà thì mình có thể gặp trực tiếp chính chủ để làm việc luôn nha. Rồi, mời quý anh chị tiến lên khu vực tầng 2. Trên tầng 2 của chúng ta thì một phòng ngủ master và một phòng thờ và một sân phơi. Đó, nhà thì có đầy đủ công năng sử dụng. Ở phòng ngủ master đầu tiên này thì cũng được thiết kế như ở tầng 1 nha quý anh chị. Được giường, này, tủ quần áo, máy lạnh, bàn trang điểm, bàn làm việc có đầy đủ. Và có ban công như ở khu vực tầng 1 nha. Ban công rất là rộng để cho mình thư giãn nha. Xung quanh là những căn nhà phố cao tầng, đồng bộ. Đây là khu vực trung tâm hành chính thị trấn Nhà Bè, cho nên rất là an ninh. Và tiếp giáp quận 7 chưa tới 5 phút xe máy. Căn nhà vị trí rất là đẹp. Lô nhầy đường 20m luôn nha quý anh chị. Xe ô tô 4 chỗ thể đậu được trong nhà. 7 tỷ 400 triệu đồng còn thương lượng. Quý anh chị chỉ việc xách vali vào ở thôi nha. Nhà được trang bị nội thất cao cấp đầy đủ. Đây, trong phòng ngủ của mình thì tất cả các thiết bị nhà vệ sinh rất là cao cấp và cũng rất là rộng nha quý anh chị, nên sử dụng cũng rất là thoải mái. Rồi, và chúng ta sẽ tiến ra khu vực phòng thờ nha quý anh chị. Đây là khu vực phòng thờ của mình. Đây, khu vực phòng thờ cũng rất là rộng, cũng được thiết kế rất là đẹp. Trên cũng thiết kế hẳn một cái đèn chùm. Và khu vực sân phơi cũng rất là rộng rãi. Tất cả đường ống máy giặt thì được thiết kế ở ngoài này hết nha quý anh chị. Nó cũng làm khung sát và trên lập tôn cho mình rồi nha. Và có một cầu thang để lên trên bồn nước. Rồi, và bây giờ em cũng xin kết thúc video. Chân thành cảm ơn quý anh chị đã cùng em theo dõi đến cuối video clip này. Quý anh chị vui lòng đăng ký kênh nha.